Dạ, em xin phép kính chào anh chị ạ. Kính thưa anh chị, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2024. Em tên là Định ở Kon Tum. Số điện thoại liên hệ là 0973 821 799. Kính thưa anh chị, hôm nay thì anh em họ đi rừng về cũng khá là nhiều các cái loại mặt hàng, cũng khá là đa dạng đó anh chị. Thì em cũng xin phép làm cái video để giới thiệu đến con chị. Thì hôm nay anh em họ đi rừng về có các loại như sau anh chị. Bên em sẽ đi sơ lược từng loại trước và xíu nữa bên em sẽ mô tả kỹ sau anh chị. Đầu tiên là cái dòng hoàng thảo giả phi, hoàng thảo giả phi của anh chị. Cái dòng này nó cái dạng nó giống như cái đùi gà ngoài Bắc hoặc là cái hoàng phi hạt anh chị. Tuy nhiên thì cái đặc điểm của hoàng thảo giả phi nữa là cái hoa nó sẽ khác và thân nó là sẽ khác anh chị. Thì cái hoa nó thì cực kỳ to rồi, hoàng thảo giả phi anh chị, hoàng thảo giả phi của Kon Tum này. Thì bên em cũng chia ra các cái mức giá từ 90.000, 100.000 và cả những giờ lớn thì giá nó sẽ cao hơn tí anh chị. Cái hoàng thảo giả phi. Đặc biệt hôm nay thì có cái loại kiều dẹt của Kon Tum nên chị, cái loại này thì ở chỗ em nó cũng khá là ít và nó thật sự nó cũng khá là đắt đắt đỏ đó anh chị. Thì cái loại này thì đẹp, hoa cực kỳ đẹp luôn. Thì các cái mức giá bên em cũng chia ra các đơn hàng, thì nói chung 90.000 của anh chị cũng có một trò để con chị chơi rồi anh chị, cũng không phải là nói đắt là nó, giá nó sẽ nhiều rồi anh chị. Các phần kiều dẹt thì xíu là bên em sẽ giới thiệu kỹ sau. Tiếp theo là cái dạng kiều vuông này, cái kiều vuông của chị, kiều vuông chỗ em thì thân nó hôm nay thì thân nó ngắn ngắn, tuy nhiên thân nó khá là mập luôn. Tiếp đến là hai cái phần hoàng hạt đỉnh hồng, hạt đỉnh hồng của chị mỗi phần là 40.000 anh chị. Hạt đỉnh hồng hoàng thảo tam sắc với giá 40.000 anh chị, hoàng thảo tam sắc với giá 40.000. Kiều cam mở gà đó anh chị, với giá 90.000. Xin lỗi, bên em sẽ nói kỹ hơn. Tiếp đến là các loại khác như là cái hồng xà hay gọi sơn môi anh chị, bên em bán hay gọi là sơn môi ấy, sơn môi rừng ấy. Cái dòng này nở hoa vào tháng 8 anh chị và hoa đỏ nữa rực rỡ. Tháng 8 thì rất ít các loại hoa nữa, thì con chị có thể sưu tầm. Tiếp đến là hai cái phần cái loại mật khẩu anh chị này, mật khẩu hay gọi là miệng, cái dòng miệng kín ấy. Cái dòng này cũng nở hoa vào tháng 8, một số cây đã nhú nhú vòi hoa rồi anh chị, 40.000. Cái giang hương này 30.000 anh chị này, em xin lỗi, cái miệng kín này là 30.000, cái giang hương 30.000 anh chị. Các cái phần hồng sa thì mức giá tầm cỡ 60.000, 70.000 thôi anh chị. Thì có chị liên hệ đặt hàng, có thể gọi trực tiếp đến bên em đầu số là 0973 821 799. Đó là có gì cần thể là nhắn tin hoặc gọi qua Zalo anh chị. Thì bên em quay video bên em phát lại anh chị, thành ra cô chị xem cái video thì gọi giờ nào cũng được. Và nói chung là cô chị mua trước thì cái những cái hình thì hết thì cũng rất mong cô chị thông cảm chị, đôi khi cô chị muốn đặt hết hàng em cũng thấy rất là ngại cô chị. Thì các mức giá bên em bán thì chưa bao gồm cái phí ship vận chuyển, ví dụ như bên em bán cái kiều dạt 30.000, 90.000 này, thì con chị cũng có thể là cộng 30.000 nữa, hay con chị mua đặt các loại khác nữa thì cũng phải ship 30.000 nữa anh chị. Thì cái kiều dạt này bên em bán với giá 90.000 chị. 90.000 thì các cái số đầu tiên thì các cái số hàng hàng loại ngắn anh chị. Đó. Kiều dạt này. Đây, phần này bên em bán 90.000 chị, phần số 1. Phần số 1. Cái kiều dạt thì nó đắt đỏ anh chị, thành ra con chị cũng có thể là so sánh với những cái nơi khác người ta bán thì có chị biết được cái mức giá đó, bên em cũng rất là cố gắng là chị. Bên em mua bán thì anh em họ đem về họ bán thì bên em bán lại thì cũng sẽ có lời tí chị. Tuy nhiên thì bên em sẽ cố gắng lời ít ít để con chị dở sưu tầm đó. Thì phần này 90.000 chị, kiều dẹt số 1. Kiều dẹt phần số 2 này cũng có giá 90.000 luôn. Cái phần nó cũng tương tự, nó như như nhau anh chị. Thì bên em cũng cố gắng chia nó sẽ đồng đều, tuy nhiên thì bên em sẽ đi từng từng phần để con chị xem. Thì những lần trước thì bên em cắt cái rỡ anh chị, tuy nhiên thì bên em rút kinh nghiệm bởi vì cũng rất là nhiều của anh chị góp ý là riêng những dòng này thì con nên đỡ rỡ lại anh chị, đỡ rỡ lại bởi vì cái dòng rỡ thân rỡ mảnh thì đỡ lại nó sẽ khỏe cái hơn. Thì phần này bên em bán với giá 90.000 anh chị. Cái kiều dạt phần số 2 này, cái kiều dạt phần số 3 cũng với giá 90.000. Kiều dạt anh chị cũng với giá 90.000 này. Nói chung là con chị mua về ghép được một chậu thế này. Tính từng giờ thì nó nhiều và nó lâu của chị. Phần số 3 90.000. Phần số 4
số 4 anh em mình bán với giá 90.000 chị. Đây. Số 4 với giá 90.000. Thì các cái phần về sau thì các cái phần đầu tiên thì nó gần gần như nhau. Tuy nhiên những cái phần sau thì cái kích cỡ nó sẽ lớn hơn. Còn số 4 bên em bán với giá 90.000. Đó. Còn số 5 cái kiều dạc cũng với giá 90.000. À 90.000. À. Đây phần số 5 này. Giờ cảm ơn chị. Cái đặc điểm của cái dòng này thì cái dòng lá móng của chị à, thành ra là cái dòng này vận chuyển đi có thể là nó héo tí hoặc là vàng xíu thôi à, thì bên em thì anh em ở mới đi rừng về thành ra nó tươi thế này anh chị à, tuy nhiên cũng có rất nhiều những kênh khác thì người ta mua vận chuyển xa thì có thể là nó héo hoặc là nó tép nó tốt lá lại một tí à. À, tươi rất tươi luôn ạ à. 90.000. Phần số 6 này. Số 6 thì cũng 90.000 chị. Số 6 này. Các phần nó cũng tương đương thôi, 60.000. Phần số 6, phần số 7 này. Phần số 7 này 100.000. Phần số 7 này nó dài hơn tí, nó cũng châm sôi hơn tí chị. Là số 7 này. À, số 7 với giá là 100.000. Phần số 8. Số 8 này với giá 90.000 anh chị. Số 8 kích cỡ nó dài hơn những phần kia. Này, gồm có 1 2 này. À, 3 dây này. 3 giờ này mình mang 90.000 anh chị. Kiều dạc à, kiều dạc phần số 9. Số 9 thì với giá là 100.000. Số 9 là 100.000 anh chị. Đây phần này còn có 1 2, 3 giờ anh chị. 3 giờ này với giá 100.000. Kiều dạc phần 9. Kiều dạc phần số 10 là 90.000 à, số 10 là 90.000 anh chị. Còn có 2 giờ này 90.000. Kiều dạc phần số 10, 11 à, 11 là với giá là 130.000. Còn cái 2 giờ đây, 2 giờ kích cỡ thế này. 2 giờ này đẹp rồi anh chị. 130.000 phần số 11. Cái kiều dạc phần số 12. 12 là con này là 150.000 anh chị. Có 1 giờ này, 2 giờ này, à, 3 giờ, 4 giờ. Số 12 là 150.000 anh chị. À, số 12 là 150.000. Còn số 13. 13 là 180.000. Số 13 là 180.000 thì gồm có 1 giờ này. À, giờ số 2, giờ số 3 này, 3 giờ này, đẹp khỏe, 180.000. Kiều dạc phần số 14 là 180.000 luôn. Nó còn có 1 giờ này, 2 giờ, à, em tính lại 1 giờ này, 2 giờ này anh chị. 2 giờ này, thăng lên đây, à, 180.000 phần số 14. Kiều dạc phần số 15 là 140.000, 1, 2 giờ thế này, 140.000. À, kiều dạc phần số 16 là 160.000, hôm nay 1 giờ thôi. Ok, tuy nhiên thân dài và thân mọc to. À, kiều dạc phần số 16 là 160.000. Tức là các cái phần khác như là cái kiều này là kiều cam ở gà, kiều cánh trắng hồng màu cam mà cũng có thể là cánh màu vàng nhạt anh chị. À, 90.000. Con này gồm có 1 giờ này. À, tiếp đến là giờ số 2 đây anh chị. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4. Giờ số 5. À, giờ số 6 này. À, giờ số 7 này. À, giờ số 8. À, 90 này, 11, 12, 1, 12 giờ. Có lớn có nhỏ có anh chị 90.000. Cái này hoàn thảo tam màu sắc này. Hoàn thảo tam màu sắc mình này bán với giá 40.000 thôi. À, 40.000 thế này. À, cái dòng này nó không khó trồng đâu anh chị. Hoàn thảo tam màu sắc. À, tiếp đến là à, cái hoàn hạt đỉnh hồng, cái dòng địa lan anh chị, hạt đỉnh hồng. À, 40.000 phần thế này. Gồm có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 7 giờ vậy đó. Bên em bán 40.000 anh chị. Hạt đỉnh hồng. Hạt đỉnh hồng phần số 2. Cái dòng này dòng địa lan ạ. À. 4 cũng 40.000. Tương đương phần số 1. Tiếp đó là các cái phần hoàn thảo giả phi. Hoàn thảo giả phi thì cái dòng này hoa dạng trùm. À, đây, cái hình thức hoa như thế này anh chị. Đây là cái thân già mùa trước. Thì nó sẽ hoa theo mắt. À, và hoa dạng trùm. Nói chung là hoàn phi hạt như thế nào, hoặc là đùi gà như thế hoa như thế nào, hoặc là cái hoàn thảo sắn như thế nào thì cái dòng này như thế này anh chị. À, thì tuy nhiên thì cái mặt hoa dòng này thì hoa là tím hơn. À, hoàn thảo giả phi này, và là sắn. À, à, hoàn thảo giả phi gồm cái hàng của công tâm, tình trạng cây tươi đó. Con này bên em bán với giá 90.000. À, giả phi này, 1 giờ gồm 1 giờ đó anh chị. À, giờ số 2 này, giờ số 3 này, à, giờ số 4, 5 và 6 giờ. Số này mình đang bán với 90.000 anh chị. Giả phi số 1. Giả phi phần số 2 này. Số 2 thì mình đang bán với giá 100.000 anh chị. À, gồm có 1 giờ này. 1 giờ. À, giờ số 2 này. À, giờ số 3.
3G này bên này bán 100.000 đó. À, giá phi phần số 3 gồm có 100.000 anh chị. À, gồm có 1 dê này. À, dê số 2 đây. À, dê số 2 đây anh chị. À, dê số 3 này. À, dê số 4. À, giá 4 dê này bên em bán có giá là 100.000 anh chị. À, giá phi phần số 5 số 4 cũng có 100.000. À, gồm phần này gồm có 2 dê. 1 dê này. 2 dê này bên em bán có 100.000 anh chị. Giá phi phần số 4. Giá phi phần số 5. Giá phần này bên em bán có giá 90.000 anh chị. Gồm có 1 dê, 2 dê và một cái dê nhỏ nhỏ này nữa anh chị. Đây. Thì phần này bên em bán với giá 90.000. 3 dê. Giá phi phần số 6 này. Giá phần này bên em bán với giá là 110.000 anh chị, 110.000. Phần này nguyên 1 dê. Đây, nguyên 1 dê 100.000, 110.000. Đó. Phần giá phi phần số 10 quần số 7 là 150.000. Còn như 1 dê anh chị. Số 7 150.000 anh chị. Giá phi số 7. Giá phi phần số 8. Phần này là cái giá lớn nhất. Giờ này bên em bán với giá 220.000 chị. Giá phi phần số 8 220.000. À, nguyên 1 dê luôn. 220.000 giá phi phần số 8 ạ. Tức là cái combo gồm hai loại thì bên em cũng chia con chị sưu tập phần này 70.000. Cũng có một cái dê kiều dẹt, kiều dẹt. À, thì cái dê này nó ít lá, tuy nhiên thì cô chị mua về trồng nó lên nó mầm con nó khỏe lắm chị, bởi vì cái dê này rất là chắc chắn. À, tiếp đó là một cái cây giáng thu, cây giáng thu. Hai phần này bên em bán 70.000. À, tiếp đó là cái giáng hương tam màu sắc, giáng hương tam màu sắc với giá 30.000 anh chị. À, cái giá 30.000 như thế, cái đó trồng chậu to đùng luôn, cái giáng hương tam màu sắc ạ. Tiếp đó là cái mật khẩu hay là miền kính. À, phần này hoa tháng 8 bên em bán 30.000. À, giáng hương vừa rồi 30.000 chị, cái miền kính đây bên em bán 30.000. Trong này thì cái dòng hoa vào tháng 8. À, một số cây nó đã đang nhú nụ này anh chị. Đây. À, 30.000. Tức là cái một cái dòng hoa nó hoa vào tháng 8 anh chị, rất rực rỡ luôn. Cái sân môi rừng. Hoa màu đỏ. À, thì phần này hôm nay bên em chia nó hơi nhiều tí anh chị. À, thành ra mức giá nó sẽ cao hơn tí. Phần này bên em bán 70.000. 70.000 với phí ship 30.000 nữa thì cô chị về trồng là 2-3 chậu nữa chị. À, thì sân môi số 1 70.000. Sân môi phần số 2 phần này 40.000 thôi. Sân môi phần số 2 40.000. Sân môi phần số 3 anh chị. Số 3 này với giá 60.000. Số 3 là 60.000. À, thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng có khá là nhiều các cái mặt hàng của khu vực rừng Con Tum, cũng xin giới thiệu đến anh chị, cũng rất mong cô chị quan tâm ủng hộ. Bên em cảm ơn cô chị rất nhiều ạ.